Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục sẽ thử thách ăn dâu tây khổng lồ với 10 loại nước chấm các bạn nhé. 10 loại các bạn nhé. Để mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng loại nước chấm cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhé, đầu tiên là mút thà này. Là nó thường giống như kiểu bò tạt đấy các bạn. Đấy. Nước mắm ớt này. Mắm tôm các bạn nhé. À, muối ớt này. Đây là sô cô la. Bơ. À, xì dầu các bạn ơi. À, tương ớt. Đây là sườn nhá. À. Còn đây là tabasco các bạn nhá. Không thể thiếu là dâu này nhá. À, đầu tiên mình sẽ thử với mút thà. Nó tương đương như cho bò với mút thạt của mình các bạn nhé. Này. Đây các bạn. Ăn vào nó nồng luôn đấy các bạn ơi, nó lên lên đầu luôn đấy. Đây. Cái này nó nồng lắm các bạn ơi. Đây là nước mắm với ớt các bạn nhé. Đấy, siêu cay luôn. Nó mặn mặn cay cay các bạn ơi. Ớt này. Nước mắm nó mặn, nó cay. Đây, mắm tôm các bạn nhé. Đây, mắm tôm này. Em không ăn. Đấy, mì cay không ăn được. Mắm tôm khó ăn lắm các bạn ơi. Dâu mà chấm mắm tôm rất khó ăn đấy. Còn đây là muối ớt các bạn nhé. Muối ớt ăn ngon các bạn, sửa các bạn nhé. Thử xem sửa thế nào nè. Đây các bạn. Wow. Đang cay đang mặn nó chuyển vào ngọt rồi. Nó béo quá, sữa nó béo quá các bạn. À.
trên cây Amy ăn. Amy giỏi. Đây. Đây là tương ớt các bạn nha. Tương ớt này. Sữa này. Chơi nhá. Chấm đi, sữa mà. Thật mà con chấm này. Chấm đi, chấm một tí thôi, chơi. Không lấy strawberry chấm mà. Ừ. Chấm này. Chấm một tí thôi. Yeah. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Yes. Ấy mì ăn, chơi. Nè. Cẩn thận nào. Còn nâng người nữa. Like it. Nước tương các bạn nhé. Mình sẽ ăn 10 loại nước chấm để mình nhận xét thêm cái nào ăn ngon nhất. Strawberry. Yeah. Nước tương này. Một, mình ăn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loài rồi. Còn 3 loài nữa các bạn nhé. Còn bơ này. Sô-cô-la. Rồi Tabasco các bạn nhé. I like chocolate. Like chocolate? Yeah. Đây là chocolate các bạn nhé. Chocolate. À. Sô cô la nó rất là thơm các bạn. Dâu nữa. Dâu nó ngọt á, sô cô la thơm rất là ngon. Để mình thử với Tabasco các bạn nhé. Đây là Tabasco này. Cái này thì Tabasco này á, lúc ăn vào nó không cay nhưng mà ăn nhiều vào nó ngấm, nó cay lắm, rất cay các bạn nhé. Này thì mình ăn ba nhiều ớt nhưng mà cái Tabasco này vẫn cay nhất các bạn này. Cay còn ạ. Còn đây là bơ này, mình thể chấm với bơ xem thế nào. Bơ thì nó béo rồi. Đây này. All the bowl, daddy. All the bowl. All the bowl. Bơ nó béo quá. Daddy, I got the numbers of bowl. That's 1, that's 2, that's 3, and 4, and 5, and 6, and 7, that's 8, that's 9, that's 10, that's 11, daddy.
12 tuổi. Giỏi quá. Big Daddy. Big Suzuki. Chấm thêm muối ớt xem thế nào các bạn nhé. Món ngó mờ. Lắm nhỉ? Có. À. Sữa tươi các bạn. Wow. Sữa tươi đi béo quá. Nè. À, cái miếng chấm sữa tươi à? Để mắm tôm các bạn. Thật sự mình nãy giờ mình chấm với 10 loại nước chấm nhưng mà mình nghĩ dâu tây ăn không ngon hơn các bạn nhé. Ăn không là ngon nhất. ăn không thì cái vị ngọt của dâu nó rất là ngon các bạn nhé. Chứ chấm mấy cái này, thứ thì cay này, thứ thì ngọt quá, thứ béo quá, không thể ăn được. Còn mắm tôm thì các bạn khỏi nói rồi các bạn nhé, nó khó chịu lắm, ăn vào rất khó chịu. Đó. Còn nước mắm thì nó cay, nó mặn. Cái này muối ớt thì cũng ok. Nhưng mà tốt nhất mà ai không ăn được thì cứ ăn dâu không nhá. Ăn một mình dâu thôi, không phải chấm cái gì hết. Nếu mà ai thích thì chấm với sô cô la cũng được này. Đó. Nhưng mà em chấm sữa. Sữa. Dạ, đúng rồi. Ai mà thích ăn sữa cũng được. Đấy. Nhưng mà thật sự mình thì mình nếu mà chọn, mình chọn ăn cái này không thôi. Rất là ngon. Ăn không nó thơm, thơm mùi dâu nó ngọt lắm. Quả dâu nó lớn lắm các bạn. Nó ngọt, nó thơm. À. Ngon. Hot. Ngon. Daddy. Rất là ngon. Ăn dâu không rất là ngon các bạn. Daddy. Dạ. Chứ mấy cái này thật sự rất là khó ăn các bạn. Nhất là cái này này. Cái này rất cay này. Tabasco cay lắm các bạn. Còn mắm tôm thì cũng rất là khó. Cái mùi ai mà không ăn được khó chịu lắm. Thôi chắc clip hôm nay hai bố con xin dừng ở đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của hai bố con nhé. Nếu thấy hay các bạn cho hai bố con một like, một share để ủng hộ hai bố con sẽ làm nhiều video hay hơn, vui hơn cho các bạn cùng xem nhé. Sẽ thử thách hoặc sẽ làm nhiều cái cho các bạn cùng xem nhé. Amy say bye nha. Bye, bye.